Kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh huyện Thoại Sơn. Chương trình thời sự hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: lễ meeting phòng chống HIV, Thoại Sơn trao học bổng sổ số kiến thiết An Giang, vận hành thử nghiệm lò đốt chất thải rắn, lắp bóng đèn miễn phí cho hộ nghèo thị trấn Núi Sập. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, 17 xã thị trấn đồng loạt tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1 tháng 12. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm nay được phát động với chủ đề cùng nhau hành động để kết thúc đại dịch AIDS. Tại Thoại Sơn, tính đến hết tháng 10 năm 2019, người nhiễm HIV/AIDS là 663 người, trong đó có 490 người chuyển sang AIDS và 249 người đã tử vong do AIDS. Ngay sau meeting, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên các trục đường chính của các xã thị trấn nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019 và Thế giới phòng chống AIDS 1 tháng 12 năm 2019. Thông qua buổi meeting nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống HIV/AIDS, lợi ích của việc xét nghiệm sớm, điều trị sớm, lợi ích của người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế cũng như người nghiện các chất dạng ma túy tham gia điều trị bằng thuốc methanol, đồng thời đưa ra thông điệp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Hội khuyến học huyện Thoại Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lễ trao học bổng sổ số kiến thiết An Giang năm học 2019-2020. Đợt này có 196 em được nhận học bổng, trong đó trung học cơ sở 118 em, mỗi suất 1.500.000 đồng, trung học phổ thông 72 em, mỗi suất 2.000.000 đồng, trao 5 học bổng khuyến tài, mỗi suất 4.000.000 đồng, trao 1 suất học bổng bảo trợ 8.000.000 đồng, tổng số tiền là 349.000.000 đồng và 3.330 quyển tập. Trong đó, công ty sổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 144.000.000 đồng, công ty sổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 205.000.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ những khó khăn về vật chất, là điểm tựa tinh thần giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực, bước tiếp trên con đường học vấn. Mong các em học sinh nhận được học bổng đợt này, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vươn lên đạt nhiều kết quả tốt, sau này trở thành người có ích cho xã hội. Điện lực Thoại Sơn phối hợp Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Sập tổ chức thay mới bóng đèn cho hộ nghèo khó khăn gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn. Đây là chương trình thắp sáng niềm tin, một trong những chương trình trọng tâm trong tháng tri ân khách hàng của Điện lực Thoại Sơn. Có 50 hộ nghèo khó khăn, gia đình chính sách được cán bộ Điện lực Thoại Sơn thay bóng đèn điện. Thay thế bóng đèn hư hỏng, bóng đèn cũ có hiệu suất thấp bằng hơn 100 bóng đèn LED có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, nhằm giúp các gia đình được sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Chi phí thực hiện là 25.000.000 đồng do Điện lực Thoại Sơn hỗ trợ. Trong quá trình thay bóng đèn, cán bộ ngành điện lực cũng đã thay đường dây bị hư hỏng cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, Điện lực Thoại Sơn cũng đã lắp 40 bóng đèn LED tiết kiệm điện tại các phòng học của trường tiểu học Bơi thị trấn Núi Sập và trường tiểu học Bơi Bình Thành, kinh phí thực hiện 10.000.000 đồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường học tập cho các em học sinh. Công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang cùng các sở ngành liên quan vừa đến kiểm tra các bước vận hành thử nghiệm lò đốt chất thải rắn tại thị trấn Núi Sập. Lò đốt được xây dựng trong khuôn viên 3.000 m² tại thị trấn Núi Sập, có công suất thiết kế 36 tấn trên một ngày. Đến nay, nhà máy đã xây dựng hoàn thiện và công ty đã tiến hành lấy mẫu thử nghiệm. Kết quả, các tiêu chí về môi trường đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường. Về lò đốt rác chất thải rắn sinh hoạt, đủ điều kiện tiếp nhận và xử lý theo quy định hiện hành với công suất thiết kế. Hiện nay, bãi rác Thoại Sơn đã quá tải. Do vậy, sớm nghiệm thu, đưa vào vận hành chính thức lò đốt sẽ giúp địa phương giải phóng lượng rác tồn đọng, giải quyết vấn đề môi trường. Thưa quý vị, với mơ ước tìm một sản phẩm để kinh doanh và phát triển địa phương và cái duyên với cây artichoke đỏ được hình thành, năm 2018, vừa đi làm vừa tìm hiểu về cây artichoke đỏ, thấy được hiệu quả kinh tế từ loại cây này, anh Đặng Hoài Linh, sinh năm 1993, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, đã quyết định khởi nghiệp bằng loại cây này. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự hiệu quả từ mô hình artichoke đỏ thị trấn Phú Hòa. Đang trồng khoảng 3,5 tháng, cây cho thu hoạch qua và kéo dài 3 tháng sau. Bông sau khi thu hoạch được anh sử dụng để chế biến trà. Theo anh Linh, để chế biến ra trà, hoa phải trải qua nhiều quy trình vô cùng tỉ mỉ. Với khoảng 25kg hoa tươi, sau khi sấy thu hoạch được 1kg trà thành phẩm. Mỗi sản phẩm làm ra đóng thành từng gói khoảng 50g, với giá bán khoảng 70.000 đồng. Nếu bán với giá tươi, đối với hoa tươi khoảng 10.000 đồng một ký. Đối với lá khoảng 6.000 đồng một ký. Tính ra mỗi công artichoke cho lợi nhuận vài chục triệu đồng. Đồng thời, hiện anh đang liên kết với nông dân trong và ngoài huyện mở rộng diện tích artichoke đỏ, tạo nguồn nguyên liệu cho thị trường lên đến 2 hecta. Hiện tại thì bên Bảo Trang bây giờ là cái thằng artichoke đỏ này Bảo Trang đang quy hoạch. Hiện giờ tại An Giang đó là về sản phẩm là thu được đó là thu về cái lá.
và cũng như thứ hai là thu hoạch cây bông, là quy hoạch từng cái vùng riêng biệt để là thu hoạch lá riêng và thu hoạch hoa riêng. Về cái lá thì mình đã định hướng đi xuất khẩu về sản phẩm rồi, còn về cái bông thì mình đang chế biến thành những cái dòng trà, thứ nhất là về trà nguyên hoa và trà dạng túi lọc để thuận tiện cho khách hàng mình sử dụng. Hiện tại thì bên Bảo Trang đã áp dụng cái công nghệ là về cái sản phẩm, về cái nguồn nguyên liệu là áp dụng nguyên liệu sạch. Cái tiêu chuẩn định hướng là sản phẩm là nông nghiệp sinh thái và organic, là không sử dụng phân bón hay thuốc hóa học trong quá trình mà thu cái sản phẩm về trái. Còn về cái sản phẩm mà khi chế biến á, thì được xử lý theo cái công nghệ là công nghệ sấy nóng mà nhiệt độ thấp, cũng tương đương gần với cái nghệ sấy lạnh, để bảo quản cái sản phẩm về cái màu sắc cũng như cái hương vị của cái trà hoa nó đậm đà và nó ngon hơn. Với dự án khởi nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu chế biến và thương mại cây atiso đỏ tại An Giang, nhóm anh Đặng Hoài Linh đã xuất sắc giành giải nhất phần thi khởi nghiệp tại hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức. Đến nay chỉ thì nay gần được một năm định vị thương hiệu Bảo Trang trên thị trường, thì qua cái nghiệp là chương trình xúc tiến thương mại như đã đi về bên thành phố Hồ Chí Minh, rồi bên Vũng Tàu, hay là tham gia các hội chợ về hàng Việt Nam trên đường cao ở An Giang, rồi tham gia hội chợ đường quốc tế ở Cần Thơ và một số cái triển lãm và trưng bày kết nối giao thương khác. Sản phẩm được bán ra thị trường được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, tin dùng với thương hiệu Atiso đỏ Bảo Trang. Sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, mở rộng quy mô và tìm thêm thị trường để ký kết bao tiêu sản phẩm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một bước đi mạnh dạn mang lại hiệu quả kinh tế từ một cây trồng mới cho gia đình anh Linh và những người nông dân cùng liên kết. Thời sơn giờ đây đang vươn mình theo tầm cao, thời đại đã viết nên một trang sử huy hoàng. Tròn 40 năm xây dựng tuyệt vời, thời sơn hân hoan mừng nông thôn mới, đầy đúa từng mừng nô nức tiếng cười vui, khắp cả thôn làng rộn rã lời ca, hạnh phúc ấm no về với muôn nhà, mơ ước bao ngày mới có được. Thank you.
Nhìn những chiếc cầu bê tông vừa mới bắt mà niềm vui bao tháng đời năm chưa. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh huyện Thoại Sơn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.